Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân ta do Ngô Quyền lãnh đạo đánh với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Trận chiến này nổi tiếng với kế sách cắm cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho người Việt. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vua, tái lập đất nước. Vì vậy, ông được xem là một vị vua của các vua trong lịch sử Việt Nam. Vậy Ngô Quyền có phải là người đã nghĩ ra cách cắm cọc trên sông Bạch Đằng hay không? Trong video này, hãy cùng chúng tôi xem lại chiến công hào hùng bậc nhất trong lịch sử chống quân xâm lược Trung Hoa. Nam Hán là nước nào? Năm 907, nhà Đường ở Trung Quốc sụp đổ. Trung Quốc rơi vào thời kỳ chiến tranh tranh giành quyền lực, gọi là thời Ngũ Đại Thập Quốc, kéo dài gần 60 năm. Năm 917, Lưu Nham, em của một tiết độ sứ thời Đường, tuyên bố thành lập một vương quốc mới. Ban đầu ông gọi vương quốc là Đại Việt, nhưng sau một năm đổi tên thành Đại Hán, vì ông mang họ Lưu theo dòng dõi nhà Hán. Vương quốc này được sử Trung Hoa gọi là Nam Hán để phân biệt với nước Bắc Hán của Lưu Sùng cũng trong thời Ngũ Đại. Nam Hán nằm dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc, kinh đô của nó đặt ở Hưng Vương Phủ, nay là thành phố Quảng Châu. Lãnh thổ của nó trải dài theo vùng ven biển mà ngày nay là Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam. Do vậy, quốc gia này tiếp giáp với Việt Nam cả trên đất liền lẫn trên biển Đông. Năm 960, nhà Tống tiêu diệt gần hết các vương quốc và thống nhất Trung Quốc. Đến năm 971 thì Nam Hán bị nhà Tống tiêu diệt. Nước Việt thời Ngô Quyền ra sao? Lãnh thổ Việt Nam thời kỳ này được gọi là Tĩnh Hải Quân thuộc nhà Đường. Quân là tên gọi của các đơn vị hành chính thời nhà Đường. Lãnh thổ Tĩnh Hải Quân lúc đó bao gồm khu vực ngày nay là miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam, cùng với một phần phía tây nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay. Khi Nam Hán được thành lập, Tĩnh Hải Quân cũng nằm trong lãnh thổ vương quốc này. Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán, giành lại quyền tự chủ cho người Việt và tự xưng là tiết độ sứ. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng Kiều Công Tiễn giết hại để cướp ngôi. Ngô Quyền khi đó là con rể và tướng chỉ huy của Dương Đình Nghệ. Ngô Quyền đã tập hợp lực lượng đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sợ hãi sai người sang cầu cứu Nam Hán. Vua Nam Hán khi đó là Lưu Nghiễm cho rằng Dương Đình Nghệ qua đời thì Tĩnh Hải Quân cũng không còn tướng giỏi. Vì vậy nhân cơ hội này quyết đánh Tĩnh Hải Quân. Lưu Nghiễm phong cho con trai thứ 9 là Lưu Hoàng Tháo làm Bình Hải Tướng Quân, Giao Chỉ Vương, thống lĩnh thủy quân, chuẩn bị đem quân sang đánh nước ta. Sông Bạch Đằng ở đâu? Sông Bạch Đằng còn gọi là Bạch Đằng Giang là một con sông lớn thuộc hệ thống sông Thái Bình ngày nay. Toàn bộ dòng chảy của sông là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, cách Vịnh Hạ Long khoảng 40 km. Sông Bạch Đằng là con đường thủy tốt nhất để đi vào Thăng Long xưa từ miền Nam Trung Quốc. Từ cửa sông Nam Triệu, các chiến thuyền đi vào sông Kinh Thầy, sông Đuống và cuối cùng là sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội. Đây cũng là lý do nhiều đội quân xâm lược Trung Quốc từ quân Nam Hán, quân Tống đến quân Mông Nguyên đều lựa chọn đường sông Bạch Đằng để tấn công nước ta bằng thủy quân. Cũng vì vậy, đây là con sông gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm của người Việt. Trận chiến Bạch Đằng năm 938. Sau khi tập hợp các hào kiệt trong nước đứng về phía mình, Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu ra Bắc đánh Kiều Công Tiễn. Trong khi vua Nam Hán đang điều quân thì Ngô Quyền đã tiến ra thành Đại La. Kiều Công Tiễn bị giết chết. Lúc đó quân Nam Hán vẫn chưa kịp tiến vào biên giới nước ta. Ngay sau đó, Lưu Hoàng Tháo đem 20.000 quân sang đánh với danh nghĩa là cứu Công Tiễn, dùng chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào. Vua Nam Hán Lưu Nghiễm tự mình làm tướng đóng ở Hải Môn để thanh viện. Khi nghe tin quân Hoàng Tháo sắp đến, Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên, bãi cọc không bị lộ. Ngô Quyền dự định nhử quân địch vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống, cho thuyền địch mắc cạn thì mới giao chiến. Vào một ngày cuối đông năm 938, đoàn binh thuyền do Hoàng Tháo chỉ huy vượt biển tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít, tưởng có thể ăn tươi nuốt sống, liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu.
Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thừa chạy, còn Lưu Hoàng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ. Vua Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở tay đối phó. Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn mộng xâm lược Tĩnh Hải quân. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa, tức Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Ngô Quyền có phải là người nghĩ ra kế cắm cọc trên sông Bạch Đằng? Mặc dù chiến thắng Bạch Đằng năm 938 gắn liền với tên tuổi Ngô Quyền, nhưng thực tế, ông không phải là người đã nghĩ ra kế này. Thực ra không chỉ có một người liên quan đến kế cắm cọc, còn có ba cái tên liên quan đến kế sách này mà ngày nay ít người biết tới. Đầu tiên, người nghĩ ra chiến lược đón đánh quân Nam Hán ở cửa sông Bạch Đằng là Kiều Công Hãn. Ông đã hiến kế cho Ngô Quyền rằng, Nam Hán là nước nhỏ ở vùng Duyên Hải, nhân nhà Đường tan rã mà nổi lên, chiếm một vùng đất ở phía đông nam, dựng thành nước, quân đội mạnh về thủy chiến. Nếu sang nước ta, tất chúng sẽ lấy đường biển mà tiến, qua sông Bạch Đằng để vào Đại La. Ta nên bày trận đánh chúng ngay khi mới vào cửa sông Bạch Đằng. Thứ hai, người có công tạo ra trận địa cọc ngầm ở sông Bạch Đằng là tướng Dương Tam Kha. Dương Tam Kha chỉ huy quân lính chặt 3.000 cây gỗ, vót nhọn, bịt sắt rồi đóng xuống lòng sông trên một quãng dài 3 dặm. Thứ ba, người có công thực hiện kế dụ địch vào bãi cọc mai phục là danh tướng Nguyễn Tất Tố. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để có thể giành chiến thắng. Sử sách ghi chép lời ông rằng, vùng sông nước này tôi rất quen thuộc, biết được lúc nước lên lúc xuống. Nay muốn giặc mắc bẫy, chỉ có cách dùng thuyền nhỏ ra khiêu chiến, chọn đúng giờ khắc thích hợp thì giả thua bỏ chạy. Ông được Ngô Quyền giao cho một đội quân nhỏ có nhiệm vụ ra khiêu chiến. Đúng như dự đoán, khi binh thuyền Nguyễn Tất Tố bỏ chạy, Hoàng Tháo lập tức thúc quân đuổi theo. Khi quân địch đi qua bãi cọc Bạch Đằng, chúng bất ngờ bị quân ta từ các hướng xông ra tấn công dồn dập, thua chạy ra biển. Nhưng khi chúng rút ra tới cửa sông, lúc này thủy triều đã rút mạnh, bãi cọc Bạch Đằng nhô lên, khiến thuyền địch mắc lại và vỡ tan tành. Quân Nam Hán phần bị giết, phần chết đuối, phần phải đầu hàng hoặc bị bắt sống. Lưu Hoàng Tháo bỏ mạng tại trận. Như vậy, bản thân Ngô Quyền không phải là người nghĩ ra kế đóng cọc và mai phục. Nhưng Ngô Quyền đã tin tưởng và cảm nhận được chính xác những điều do các tướng hiến kế và quyết tâm thực hiện. Ông cũng chọn được những người tài giỏi phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này. Điều đó thể hiện rõ vai trò của ông với chức vụ là người chỉ huy cao nhất của quân đội. Kế đóng cọc này có dễ thực hiện không? Chiến thuật quân sự của Ngô Quyền rất độc đáo. Tuy nhiên, theo các nhà quân sự, việc áp dụng chiến thuật lấy cọc nhọn đâm thuyền địch muốn thành công không hề đơn giản. Nó cần có sự kết hợp chặt chẽ với một số mưu mẹo khác. Thứ nhất, phải dụ địch đến đúng bãi cọc đã giăng bẫy khi thủy triều còn cao, bãi cọc chưa bị phát lộ. Thứ hai, phải nắm rất vững quy luật thủy triều theo từng giờ và tính toán thời điểm để khi thuyền quân địch tới bãi cọc thì thủy triều mới rút. Có như vậy, thuyền địch mới bị mắc cạn và bị cọc đâm. Chỉ khi có đủ hai điều kiện trên, mưu kế mới phát huy tác dụng. Nếu nước triều rút quá sớm so với dự định, bãi cọc sẽ sớm phát lộ, thuyền địch sẽ biết và tránh xa cảnh giác, như vậy mưu sự tất hỏng. Không những thế, rất có thể chính các thuyền phía quân mình sẽ bị vướng vào cọc, thành gậy ông đập lưng ông. Nếu nước triều rút quá muộn so với dự định, thuyền chiến của địch cứ thế vượt qua, không có trở ngại gì. Coi như bãi cọc đóng xuống vô tác dụng. Điều này thực tế đã diễn ra vào năm 981 trong cuộc chiến tranh Tống Việt lần thứ nhất. Trận Bạch Đằng lần thứ nhất đã kết thúc với thất bại của quân Đại Cổ Việt. Vì vậy, để mưu sự thành công, ngoài việc chuẩn bị cọc nhọn một cách bí mật và hoàn thành sớm, việc dụ địch đi theo đúng lộ trình mình muốn và đến vào thời điểm mình muốn mang ý nghĩa quyết định. Mưu sự thành công có thể quyết định toàn bộ cuộc chiến chỉ trong một buổi, và Ngô Quyền đã thành công bởi mưu kế độc đáo và tính toán, vận dụng chính xác quy luật của tự nhiên. Những trận chiến khác trên sông Bạch Đằng. Trận chiến năm 938 của Ngô Quyền không phải là trận chiến lớn duy nhất trên sông Bạch Đằng. Năm 981, trong cuộc chiến tranh Tống Việt lần thứ nhất, vua Lê Đại Hành đã hai lần đánh quân Tống trên sông Bạch Đằng. Trận thứ nhất diễn ra vào tháng 1 năm 981. Trong trận chiến này, quân đội của Lê Đại Hành đã thất bại và phải rút lui. Trận thứ hai diễn ra vào tháng 4 năm 981. Trận chiến này quân Đại Cồ Việt đã thắng lớn, dẫn đến kết thúc cuộc chiến Tống Việt lần thứ nhất.
năm 1288, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, quân Đại Việt do Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo lãnh đạo đã giao chiến với quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Trong trận Bạch Đằng lần này, Trần Hưng Đạo đã sử dụng lại chiến thuật đóng cọc của Ngô Quyền. Trong trận này, quân Nguyên đại bại, tướng Nguyên là Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ Ngọc bị bắt cùng với 400 chiến thuyền. Trận thắng lớn ở sông Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Nó đã chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho Việt Nam. Chiến thắng Bạch Đằng có thể coi là trận chung kết toàn thắng của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh chống Bắc thuộc, chống đồng hóa, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngô Quyền trở thành vị vua có công tái tạo, vua của các vua, ông xứng đáng với danh hiệu là vị tổ trung hưng của dân tộc. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Câu chuyện của chúng ta về chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đến đây là tạm dừng. Hy vọng các bạn đã có được những kiến thức bổ ích về lịch sử dân tộc của nước ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý và theo dõi đến cuối video. Đừng quên đăng ký kênh và thả cho chúng mình một like nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.